Trường Đại học Đà Lạt tổ chức trao bằng tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm đợt 1 năm 2024-2025. Trong đợt trao bằng tốt nghiệp cho học viên hệ vừa học vừa làm đợt 1 năm học 2024-2025, Trường Đại học Đà Lạt có 152 tân cử nhân tốt nghiệp ở 3 ngành đào tạo, gồm luật học, sư phạm và tài chính kế toán. Trong đó có 34 tân cử nhân xếp loại giỏi. Phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp, lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt cho biết, trong thời gian qua, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên và cả nước, bên cạnh việc đào tạo chính quy, Trường Đại học Đà Lạt rất quan tâm tạo ra nhiều cơ hội học tập cho những người trưởng thành đang làm việc. 152 học viên nhận bằng tốt nghiệp đợt này là thành quả của trường tiếp tục góp phần đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Đồng thời, lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt cũng mong muốn các học viên hệ vừa học vừa làm nhận được bằng tốt nghiệp đợt này với những kiến thức mà các học viên được tích lũy qua quá trình học tập dưới mái trường Đại học Đà Lạt, cùng với tinh thần dấn thân phục vụ cộng đồng, sẽ là hành trang hữu ích giúp các học viên tân cử nhân ứng dụng vào trong nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp đạt kết quả cao trong thời gian tới. Dịp này, Trường Đại học Đà Lạt cũng đã khen thưởng cho 11 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học của hệ vừa học vừa làm.